Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Toyota Avanza phiên bản mới lộ ngày về Việt Nam và hơi nóng lên Mitsubishi Spander và Suzuki Ortega Toyota Avanza 2019 nhiều khả năng sẽ bán tại Việt Nam trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây, tạo sức ép cho những mẫu xe bảy chỗ cùng tầm giá, nhất là Mitsubishi Spander và Suzuki Ortega. Một nhân viên tư vấn bán hàng cho biết mẫu Avanza phiên bản mới sẽ về Việt Nam trong 1-2 tháng tới, tức khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, mẫu mpv cỡ nhỏ của toyota nhiều khả năng tiếp tục nhập khẩu từ indonesia hiện chưa có thông tin về giá và biến thể bán ra thị trường Toyota Avanza ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 9-2018. Avanza được định vị là mẫu MPVM Úc trong dạy sản phẩm, nằm dưới Rush và Innova, hướng tới nhóm khách hàng chạy dịch vụ nhiều hơn, trong khi Rush hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Xe hiện có giá bán 537 triệu đồng đối với bản 1.3 MT và 593 triệu đồng đối với bản 1.5 AT, ngang tầm giá với Mitsubishi Spander và Suzuki Ortega. Tuy vậy, doanh số của Toyota Avanza chỉ đạt 308 chiếc trong 5 tháng đầu năm 2019, sự xuất hiện của phiên bản mới được hy vọng sẽ cải thiện tình hình ảm đạm của mẫu xe này trên thị trường. Về phiên bản mới, ngoại hình của Toyota Avanza 2019 ấn tượng hơn nhiều so với bản cũ lấy cảm hứng từ những đàn anh như Vossi, Alphard và Velfire. Xe có đèn pha tách đôi bởi một thanh nhựa dày, cản trước cũng được thay đổi theo phong cách thể thao hơn, hốc đèn sương mù rộng và mang nhiều cá tính hơn. Phía sau trang bị cụm đèn hậu hình chữ L mới giống với mẫu Veloz. Thân xe vẫn giữ nguyên thiết kế so với đời cũ vì đây là phiên bản facelift, nâng cấp giữa vòng đời, chứ không phải thế hệ hoàn toàn mới. Di chuyển vào bên trong khoang cabin không khác nhiều so với Avanza đời cũ vì chỉ được điều chỉnh lại một số chi tiết nhỏ. Đáng chú ý nhất là cụm điều chỉnh điều hòa được thiết kế phẳng nhờ chuyển sang dạng nút bấm thay vì núm xoay như đời cũ. Cụm đồng hồ chuyển sang dùng ánh sáng xanh thay cho lớp phủ màu cam. Động cơ không thay đổi vẫn là tùy chọn động cơ 1 lít 3 hoặc 1 lít 5 giống như trước đây, nhưng công suất của động cơ 1 lít 3 được nâng lên 97 PS, trong khi đó động cơ 1 lít 5 cho công suất 104. Tùy chọn hệ dẫn động vẫn giống nhau, hộp số tùy chọn loại số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Ở biến thể cao cấp tại thị trường Indonesia, Toyota Avanza 2019 còn có thêm tùy chọn, gương điều chỉnh điện và nút bấm khởi động start stop engine. Ở Indonesia, xe có giá bán từ 13.500 đô tới 15.620 đô, tương ứng với 5 biến thể khác nhau. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bico TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.